I'm 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Xoay sở tìm việc cuối năm. Gian nan mất việc ở tuổi U50. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 156.000 người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 10% so với năm trước. Còn hơn tháng nữa mới đến Tết nên nhu cầu có một công việc lúc này lại càng cần hơn nữa. Giữa thời điểm việc làm eo hẹp, nhu cầu tuyển thêm chưa quá nhiều nên người lao động thất nghiệp càng phải cạnh tranh quyết liệt hơn để tìm được công việc làm mới. Tuổi 40 đến 50 không tìm được việc làm. Dãy trọ mấy chục phòng ở xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đầu giờ chiều vắng vẻ. Dù phần lớn người ở trọ đã đi làm nhưng lác đác vẫn còn phòng có người vì mất việc trước đó chưa lâu. Kinh tế khó khăn, đơn hàng ít, nhiều lao động ngoài 40 tuổi đã phải về hưu vì là nhóm các công ty cho nghỉ trước tiên khi cần cắt giảm lao động. Ở nhà chăm cháu ngoại đã gần nửa năm, bà Phượng 47 tuổi quê ở Sóc Trăng cười gượng mỗi khi có ai đó nói, còn trẻ vậy mà về hưu hả cô? Trước đó bà và con trai cùng làm trong một công ty sắt ở Long An, công ty ít việc nên họ giảm bớt người, cứ ai lớn tuổi thì cho nghỉ. Con trai tôi hơn 30 tuổi nên được ở lại làm tiếp, còn tôi gần 50 nên họ giải quyết cho nghỉ, bà Phượng kể. Nghỉ việc bà nhận được khoản trợ cấp hơn 2 triệu đồng của công ty và lãnh bảo hiểm thất nghiệp được 2 tháng nay. Bà Phượng nói mình đâu có tính nghỉ luôn, nhưng đã đi xin việc mấy nơi rồi mà người ta đều nói là không tuyển người lớn tuổi. Chỉ sang phòng đối diện, bà Phượng nói có xưởng gỗ gần đây cũng đang tuyển nhiều lắm. Bà cũng mang hồ sơ tới nộp cùng một bạn 28 tuổi ở phòng đối diện. Họ nhận liền cô bạn 28 tuổi, còn bà thì họ không nhận. Đồng cảnh ngộ, ông Ngọc Dũng 49 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã mấy tháng nay cũng nằm dài ở nhà vì không có việc làm. Ông cho biết từng làm công ty gỗ 9 năm, nhưng từ đầu năm công ty bắt đầu gặp khó khăn, ít đơn hàng nên cho công nhân nghỉ liên tục và ông đã xin nghỉ làm. Đã ở tuổi này tìm việc vào công ty nào cũng khó nên tôi tự làm ở ngoài, chỗ nào người ta kêu phụ hồ sơn phết gì đó thì làm. Nhưng mà công việc tự do giờ cũng ít, cũng khó tìm chứ không như hồi trước, do lúc này người ta ít xây dựng hơn. Độ này mấy năm trước công việc sơn phết nhiều lắm mà năm nay đứng luôn, ông Dũng cười méo sạch. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết tháng 11 năm 2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 156.300 người, làm việc tại 3.671 doanh nghiệp. So với lúc cao điểm tháng 6 năm 2023, số lao động mất việc đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 11 năm 2023 giảm gần 25%. Trung tâm đã hỗ trợ 1.014 người học nghề. Các ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực gia công xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nhất, dệt may, giày da, chế biến gỗ, điện tử, v.v. Nguyên do các quý đầu năm nay, tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp này đều gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của biến động kinh tế xã hội trên thế giới. Một số thị trường xuất khẩu chủ lực của các doanh nghiệp giảm đơn hàng do sức tiêu thụ giảm, lượng hàng tồn còn nhiều hoặc yêu cầu bổ sung các chứng chỉ đánh giá chất lượng hàng hóa. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế.